Kính thưa toàn thể vị và liên tục chương trình, Lên sẽ được mời vị cùng đến với tiếng hát của Thanh Phúc sẽ gửi tặng đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang, ca khúc được mang tên Hồng Nhan. Xin mời vị cùng thưởng thức. Mời Thanh Phúc chào đại gia đình vào buổi tối. Xin nghe mà
quay về sông.